Thưa quý vị, nhiều năm qua, Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng đã trở thành mái nhà ấm áp cho trẻ em là nạn nhân da cam, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Nhờ sự quan tâm, săn sóc của cán bộ giáo viên, nhân viên, hơn 100 trẻ em khuyết tật đang theo học tại trung tâm ngày càng tự tin, cởi mở, gạt bỏ mặc cảm để vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đã thành thông lệ, trước khi vào học văn hóa, các em được dành thời gian để tập luyện thể dục và sinh hoạt văn nghệ. Tiếng cười, tiếng hát cùng những tràng pháo tay giòn giã đã khích lệ tinh thần học tập, tạo không khí vui tươi, thoải mái cho các em. Đa số các em tại đây bị khiếm thính, thiếu năng trí tuệ, khuyết tật hệ vận động về chân, tay. Do đó, thường mang tâm lý mặc cảm, tự ti, khó hòa nhập vào cộng đồng. Để các em có thể tự tin giao tiếp, thuộc các bài hát trôi chảy là sự cố gắng không mệt mỏi của cả cô lẫn trò qua bao năm tháng gian truân. Con đi học lại rất là vui, được gặp mấy bạn và gặp thầy cô. Và đến trường con học, được học mai, hoa, văn hóa. Và vui chơi. Và múa hát. Đối với các thầy cô tại trung tâm, không em nào giống em nào. Cách tiếp nhận và phương pháp giảng dạy cho từng em khác nhau. Có em được dạy kiến thức, nhưng có em chỉ cần hướng dẫn, bồi đắp thói quen, hành vi cơ bản. Vì vậy, thầy cô luôn tận tụy hết mình trong vai trò kết nối, hình thành bầu không khí thoải mái, thân thiện với các em. Sau một kỳ các em nghỉ Tết, thì các em đã đi học lại được một tuần. Nhưng mà khi đến trường là mình thấy các em nào cũng rất là vui, rất hào hứng và... cái vui nhất của thầy cô cũng như các phụ huynh là các em là rất là khỏe mạnh, rất là phấn khởi. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng đã được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xã hội và phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng. Và cái hoạt động đầu năm mới thì trung tâm cũng rất là vui mừng khi các em đều được khỏe mạnh và rất là phấn khởi, vui vẻ khi mà được đến trung tâm. Và trung tâm cũng tổ chức các cái hoạt động là về công tác phòng chống dịch bệnh cũng như là sắp xếp các cái phòng ốc, các cái dụng cụ thiết bị để mà phục vụ chăm sóc cho các em. Những năm qua, trung tâm không chỉ là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy học, dạy nghề, phục hồi chức năng cho những nạn nhân trẻ khuyết tật mà còn là nơi gieo mầm hy vọng, nuôi dưỡng ý chí, tiếp thêm nghị lực, cổ vũ khát vọng sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng của những con người bị nhiều thiệt thòi, đau khổ bởi hậu quả của chất độc da cam.